Rồi mời nâng ly hết đi. Lăng, 1, 2, 3, yo. Lấy đồ kính ra trước. Này bỏ vô cho nó đầy đầy nè, quay nè. Sao cái chiếc rồi. Chúng ta chuẩn thẳng đây có người ngồi luôn. Đâu đánh sớm. Cái đồng nó nói cái nó quen dệt. Cùng nhau theo xe đi. Giờ đây bác ơn mới sống nó càng ai đi thành dòng nghe ai cười đồ cười ngày đó tay em dài tôi cuộc tiến thật đây mơ còn chiều trên tay còn rồi như cánh chiến đợi mầm xanh tươi khi lá khô thật nhiều trái kia ăn đầy đầy hay đẹp mộng rồi thương cái này của ông đâu ông muốn mà ông quay cho mẹ cháu đóng kể cũng lâu rồi nhưng mà tiếp xúc với anh đó mà
thương đầy cằn hãy đem cho mọi người. Khi lãng hoa thật nhiều cha yêu thương đầy cằn hãy đem cho mọi xin các bác, các chú, các chị, các bạn và các em là bỏ qua vì đây là tiệc của gia đình, chắc chắn nó sẽ có một số thiếu sót, mong quý vị sẽ thông cảm và để vun đắp cho hai em nó được hạnh phúc và sống trăm năm đầu bạc. Và lời thứ ba anh sẽ xin gửi đến chúng ta một nhạc phẩm vui để góp vui cho cái tiệc hôm nay, mà hát được mang tên Từng Yêu. Xin quý vị hướng về sân khấu. Hát không hay bằng ca sĩ nên quý vị để từng bỏ qua, hát rất vui thôi. Đôi mắt nào buồn thơm mình em buồn chào, có đang nắm tay nào bằng em vội vàng qua bao. Người đàn ông đến đi thế nè là người như thế nào, mà người ta không yêu thương em anh đi em và hãy cần những thứ cao xa, nếu bao nay có giá đi vội vàng, anh còn chờ em có một màn, biết em thương người anh đã rất nhiều, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu, trái tim em giờ đã quên từng chiều, xin đừng quên ta đã từng
Bye bye. Chết rồi.
Rồi chào anh nha. Rồi rồi cảm ơn nhiều nha. Rồi rồi. Chờ đi chứ. Để mình ngồi trước đây, để tôi ngồi trước. Rồi. Qua. Xe nó bay ở ngoài đường đi ra chờ làm trễ giờ đám cưới người ta hết. Ở dưới ngồi hai thôi. Vô luôn đi. Coi có con nào tôi gả luôn á. Em vô đây đây. Vô để anh nghe ngoài sao thôi. Mình ở đây có một tháng cậu như hai con con vừa mắt các bạn biết cũng là nghĩ ra nó dụ quen biết nó càng nó nhiệt tình hơn nhưng mà không quen biết tháng tháng năm tháng sáu tháng bảy tháng tám tháng chín tháng mười tháng mười một tháng mười hai tháng mười ba tháng mười bốn tháng mười lăm tháng mười sáu tháng bảy tháng tám tháng chín tháng mười tháng mười một tháng mười hai tháng mười ba tháng mười bốn tháng mười lăm tháng mười sáu tháng bảy tháng tám tháng chín tháng mười hai tức là hồi sáng nói đang nói cái chuyện đậu làm cho cái con hai người là nói chuyện mệt anh không có việc nữa đó mà nay cũng tập rồi mình biết đề bài nãy cho nên chị dặn hồn ngay được từ của chị nói là chị nghe em phải làm chụp cái tấm phải làm cái em là cũng quan mà cứ đó con công nó lên nhà nó mình mới làm cho nó có bây giờ đi đâu? Đi ba đi con xu. Hả? Không đi đi ngang qua đi ngang nhà đi ra đi chị vậy thôi chứ mình vô gì đâu. Là qua chúng ta qua mặt thì mình sẽ có những điểm từ từ đâu xe những làm đi nhớ tiền của ông. À. Cái người khác người ta bị xuống tôi hồi sáng tôi bị xuống. Còn ai cũng vậy đó. Bên này bên phải nè, bên biển nè. Rồi rồi là có tử Hồng Vinh nhưng mà đại khái là mình không phải đại ở cái sảnh ngoài này. Đây ha, đây phải không? Ngoài đại sảnh trong này. Đây. Nói chung là đẹp
thì không đẹp nhưng mà bài khác là muốn lịch sự. Lịch sự thì mình chọn cho anh ấy thôi. Sao mình chọn? Nhưng mà cái người của Bình Thuận mình đãi cưới đứa khác cái thằng thành phố khác nhau hơn giờ ta. Để cả nhà khách nhà hàng Minh Tỳ á, con Thắng à. Thắng ở đâu đó? Con học lớp rồi con. Có. Dạ, con có chứ, con học nhưng mà con ở đây lớp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.